các sa mạc ở Tây Bắc Ấn Độ. Một trong những môi trường thách thức nhất trên hành tinh. Các dấu vết này thường là manh mối duy nhất của cuộc sống. Ở đây, sự sống còn đòi hỏi khả năng phục hồi, sức mạnh và sự thích nghi. Đây là Mazu Thali, vùng đất chết của Ấn Độ. Đây là loài sư tử châu Á. Sức mạnh và lòng dũng cảm khiến loài vật này, chứ không phải loài hổ, là biểu tượng quốc gia của Ấn Độ. Đây là những con thú ghê gớm đã từng hoành hành khắp các vùng đất của Kinh Thánh, đã chiến đấu với siêu nhân và ăn thịt những tín đồ Cơ Đốc giáo trên các đấu trường La Mã. Giờ đây, chúng chỉ được tìm thấy trong những khu rừng khô cằn này. Bầy đàn này bao gồm 6 con sư tử, 3 con cái trưởng thành, 2 sư tử con 8 tháng tuổi và sư tử cái nhỏ mới được 1 tuổi rưỡi. Con sư tử cái già nhất có quyền thống trị. Bầy sư tử châu Á nhỏ hơn nhiều so với những kẻ họ hàng của chúng ở châu Phi, tương ứng với những con mồi nhỏ hơn mà chúng săn được. Đàn con đang gầy gò và thường xuyên đói. Chúng cố gắng bú sữa mẹ, là mama tổng quản của cả đàn. Nhưng sữa của nó đã cạn. Với việc kẻ săn mồi giỏi nhất bị thương, trách nhiệm nuôi dưỡng bầy đàn giờ đây thuộc về những con sư tử cái ít kinh nghiệm hơn. Cuộc sống trong những sa mạc này không có gì là nhẹ nhàng hay dễ dàng. Những con sư tử cái cần phải săn mồi. Sư tử châu Á từng có số lượng lên tới hàng nghìn con và trải dài từ Ấn Độ đến Địa Trung Hải. Bây giờ chúng bám vào sự tồn tại ở đây, nơi trú ẩn cuối cùng của chúng. Các sa mạc của Ấn Độ tạo thành một phần của khu vực cằn cỗi, trải dài 11.000 km từ châu Phi ở phía Tây đến Trung Quốc ở phía Đông. Chúng thống trị các bang Gujarat và Rajasthan. Đây là Little Gian of Kutch, có nghĩa là sa mạc mặn.
từng là đáy của biển nông, rất ít loài có thể sinh trưởng trong cảnh quan xa lạ này. Các loài phải thích nghi để tồn tại ở đây. Lừa hoang dã Ấn Độ là một trong những sinh vật kiên cường nhất trên toàn châu Á. Liên tục di chuyển bằng cách chiết xuất chất lỏng từ thực vật, chúng có thể tồn tại trong môi trường nước mặn. Theo bản năng, chúng hướng vào gió để làn gió lướt qua trước mũi ẩm và không có lông của chúng, giúp tỏa nhiệt để giữ cho chúng mát mẻ. Lớp da dày giúp chống chọi với những cơn bão cát trừng phạt. Màu sáng của chúng phản chiếu các tia nắng gắt của mặt trời. Những thích nghi như thế này là cần thiết cho cuộc sống ở một nơi khắc nghiệt như vậy. Tuy nhiên, đối với nhiều loài sống trên sa mạc của Ấn Độ, có một áp lực hoàn toàn khác. Vùng sa mạc của Ấn Độ là nơi sinh sống của 130 triệu người, gần một nửa dân số của Hoa Kỳ, ở một khu vực nhỏ hơn Texas. Con người cũng phải đấu tranh để tồn tại ở đây, và xung đột giữa con người và động vật gần như không thể tránh khỏi. Nhưng trong một quốc gia có lòng tôn kính cuộc sống đã ăn sâu, thì cũng có lòng bác ái và lòng khoan dung. Bầy chim hạc tụ tập trên một hố nước ở Rajasthan. Để tiếp nhiên liệu trước chuyến bay đầy mệt nhọc để trở về nơi sinh sản của chúng, gần 3.000 km về phía bắc ở Mông Cổ, hơn 100.000 con chim này đang cố gắng di cư qua dãy Himalaya. Nhiều kẻ chết vì mệt mỏi, đói và bị ăn thịt. Hàng nghìn kẻ khác bị giết bởi những kẻ săn mồi. Thị trấn nhỏ Khe Chan đã trở thành ốc đảo trong cuộc di cư hoành tráng của chúng. Vào thời kỳ đỉnh cao, số lượng chim nhiều hơn dân làng đến vài nghìn con. Mọi chuyện bắt đầu vài năm trước, khi một người đàn ông đầu tiên cho một vài con hạc ăn. Những con hạc vượt qua sự nhút nhát thường thấy của chúng và tiến đến gần hơn. Từ đây, có tới 10.000 cá thể hạc ké đến đây hàng năm.
Khi một kẻ lao vào, thì những kẻ còn lại sẽ nhanh chóng làm theo. Sa mạc có ít nguồn cung cấp, vì vậy việc cho đi thức ăn là một hành động vị tha đáng kể. Động vật sa mạc phải trở thành kẻ cơ hội. Một con sư tử cái đang nhặt nhạnh trên xác một con bò chết trong một vũng nước đọng. Nó đang hưởng thụ cho đến khi một con đực lớn hơn nhiều tiến đến. Đàn con đòi bú sữa, cuối cùng thì mẹ chúng cũng đáp ứng. Nhưng chúng sẽ cần nhiều hơn thế nếu muốn tồn tại. Sư tử không phải là loài mèo lớn duy nhất sống ở những sa mạc này. Được cho là tinh danh hơn hổ và hung dữ hơn sư tử. Tuy nhiên, lại rất bí mật, nó có thể sống cùng với các loài khác, hầu như không bị phát hiện. Ánh sáng đầu tiên tại một mỏm đá được bao quanh bởi các trang trại. Hai con báo hoang mai 8 tháng tuổi đang đợi mẹ của chúng trở về sau một đêm đi săn. Không giống như những con sư tử con, những con báo nhỏ này rõ ràng là được cho ăn đầy đủ. Thành công của chúng là nhờ vào khả năng thích ứng. Chúng sẽ săn hầu như bất kỳ động vật, chim, côn trùng và thậm chí cả ếch. Sự khoan dung như vậy đối với cả những kẻ săn mồi to lớn là nhờ một triết lý Ấn Độ giáo, được gọi là Ahimsa, một sự tôn kính sâu sắc đối với tất cả sự sống. Nó là một kẻ giết người hoàn hảo với khả năng tàng hình khét tiếng. Đi bộ trên ngón chân một cách lặng lẽ, đặt bàn chân sau vào đúng chỗ của bàn chân trước. Người chăn dê di chuyển đàn gia súc của mình. Cơ hội đã hết. Một con sư tử được tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của mình. Tiếng gầm của nó cảnh báo với những con đực đối thủ rằng đây là lãnh địa của nó. Đánh dấu mùi hương để củng cố thông điệp. Ở gần đó, hai sư tử con 24 tháng tuổi đang rèn luyện kỹ năng săn mồi.
Còn sư tử cái này hoạt động một mình. Chúng chào đón nó bằng cách chơi trò đánh nhau. Sư tử được châu Á đóng một vai trò nhỏ trong đàn, chỉ quay trở lại để giao phối và ăn uống. Sư tử cái và đàn con chào đón nó. Đầu tháng 3, trên đồng cỏ ở Đông Rajasthan, đàn linh dương đen đang gặm cỏ dưới ánh nắng buổi sớm, còn được gọi là linh dương Ấn Độ. Chúng đã từng trải khắp trên những sa mạc này. Ngày nay, việc mất môi trường sống khiến chúng giờ đây chỉ được tìm thấy ở những khu vực biệt lập. Chúng là một trong số ít linh dương mà con đực và con cái có màu lông đặc biệt. Con cái thì nhẹ hơn. Con đực có sừng dài xoắn với các mạch máu để tỏa nhiệt và giúp cho chúng mát mẻ, đặc biệt là trong mùa giao phối, khi chúng hoạt động mạnh nhất. Chúng đánh dấu các vùng lãnh thổ hoặc bãi đua tranh bằng phân và nước tiểu và bảo vệ khu vực đó bằng cách gầm gừ và tư thế ra oai. Những con cái tiếp cận để lựa chọn bạn tình. Lũ con đực thì khệnh khạng và giữ võ dương oai. Sự tiếp nối giống nòi của chúng là việc rất quan trọng. Và việc giữ vững vị trí nổi bật đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nếu tư thế ra oai là không đủ, thì các đối thủ sẽ tham gia vào các cuộc đấu tay đôi. Với sự lơ là cảnh giác của chúng, hai con sói kéo đến, tìm kiếm một bữa ăn dễ dàng. Chó sói Ấn Độ thường săn mồi theo cặp khi nhắm đến mục tiêu là những con linh dương. Một con sói đóng vai trò người nhử, những con khác tấn công từ phía sau. Nhưng chúng đã bị phát hiện. Linh dương là loài động vật nhanh nhất trên những vùng đồng bằng này. Chúng từng chung sống với loài báo Gepa Ấn Độ, hiện đã bị tuyệt chủng. Những con sói không có cơ hội, và chúng biết điều đó. Thất bại là điều không thể tránh khỏi. Những con sói rè rặt tiếp cận một cái xác.
Một con linh dương non trẻ có thể đã chết vì vết thương, đang nằm trên khu vực bức tranh của các con đực. Chúng nhận thức được rằng những kẻ săn mồi lớn hơn, mạnh hơn nhiều có thể ở gần đó. Đó là báo hoa mai. Khi thiếu thức ăn, sói sẽ lấy những gì chúng có thể. Mùa hè và quá trình sinh sản đang diễn ra sôi nổi. Một cặp chim thiên đường đang xây dựng một tổ ấm mỏng manh. Chim trống quan sát, còn chim mái thì vào việc. Một con chim vành quyền ghé đến. Một con vẹt mỏ đỏ đang nuôi hai đứa con. Một con công đực là loài quốc điểu của Ấn Độ, đang thể hiện trên bãi đua tranh. Nó thu hút sự chú ý của một con công mái. Con công mái đang tìm kiếm chiếc đuôi ấn tượng nhất và màn trình diễn rực rỡ. Cả hai thứ đó là bằng chứng rất thuyết phục về sức mạnh và nguồn gen tốt của loài chim này. Tiếng kêu của chim công được cảnh báo về một kẻ săn mồi. Không giống như ở châu Phi, sư tử châu Á đi săn theo nhóm nhỏ. Chúng phục kích thay vì đuổi theo con mồi. Một con sư tử có thể ngấu nghiến 45kg thịt trong một bữa ăn và không ăn trong một tuần nữa. Những con hạc bắt đầu cuộc hành trình dài trở về nơi làm tổ phía bắc của chúng. Những đàn chim sẻ đang ăn hạt cỏ.
Một con cáo Ấn Độ đang đi săn. Nó sẽ săn bắt bất cứ thứ gì, từ chim nhỏ, động vật gặm nhấm, đến côn trùng. Vào thời điểm này trong năm, nó luôn bận rộn trong hang ổ. Những sói con được 3 tháng tuổi này dành cả ngày để ngủ và chơi đùa. Với một gia đình trẻ, thì cái hàng ngày có thể quá gần đường, buộc chúng phải di rời. Ở gần đó, hai con non khác cũng ở một mình trong khi mẹ chúng đi săn mồi. Với chiều cao 30cm, chúng là con mồi tiềm năng. Trò chơi trốn tìm sẽ cải thiện kỹ năng sinh tồn của chúng. Mặc dù chỉ chơi đùa, nhưng móng vuốt của chúng được thiết kế sẵn để tấn công. Mèo sa mạc là một trong số ít mèo hoang dã sống dưới lòng đất, nơi an toàn và mát mẻ hơn. Cáo Ấn Độ sẽ ăn mèo con trên sa mạc. Con cáo cái tiến đến để dò xét. Còn mèo non trẻ đang phải đối mặt với nó. Nhưng lần này, nó cần một nơi ở, không phải là một bữa ăn, và nó đã tiếp quản hang ổ của chúng. Những con mèo phải tìm một ngôi nhà mới. Bị săn đuổi bởi cả mèo sa mạc và cáo Ấn Độ. Chú đuôi dài là họ hàng của chuột nhầy. Chúng hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng và đầu buổi tối mát mẻ. Đôi mắt đen khổng lồ nêu cao trên đỉnh đầu giúp chúng nhận ra nguy hiểm. Có hơn 40 loài chim săn mồi khác nhau đang kiếm ăn trong những sa mạc này. Có thể tìm thấy tối đa 50 cá thể trong mê cung những đường hầm này. Chúng an toàn trước những kẻ săn mồi và có nguồn cung cấp dồi dào gồm các loại rễ bọng nước. Nhưng có một lý do khác để chọn một cuộc sống dưới lòng đất. Chỉ cách bề mặt sa mạc 10cm,
nhưng nhiệt độ có thể mát hơn 10 độ. Đó là điều cần thiết đối với những loài như thằn lằn đuôi gai này, vốn không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của nó. Chúng tích trữ chất béo trong chiếc đuôi có gai, giúp cung cấp năng lượng cho chúng trong thời kỳ đói kém. Đó là buổi sáng sớm, và loài bò sát máu lạnh này cần khởi động để quá trình trao đổi chất diễn ra. Từ từ, có nhiều cá thể hơn xuất hiện, và làn da sẫm của chúng hấp thụ sức nóng của mặt trời. Khi chúng ấm lên, da của chúng trở nên sáng hơn và cân bằng tác động của tia nắng mặt trời. Khi ở nhiệt độ tối ưu, chúng ăn cỏ và cẩn thận đánh dấu lãnh thổ của chúng. Không phải mọi sự xâm nhập đều là thù địch. Đây là những phút giây lãng mạn trong thế giới của những kẻ có đuôi gai. Tháng 5 là mùa gió. Khi các cồn cát di chuyển, ít kẻ nào có thể tồn tại ở đây khi nhiệt độ lên tới 49 độ C. Tại một trong số ít các hồ nước còn lại, lạc đà một cú đang uống nước. Chúng có thể đi 2 tuần mà không cần uống nước, và sau khi làm như vậy, chúng có thể uống 130 lít nước, bằng 1/3 trọng lượng cơ thể của chúng. Chúng là một trong những loài thích nghi tốt nhất trong tất cả các loài sống ở sa mạc. Lông mày rậm che chắn cho đôi mắt của chúng khỏi ánh nắng mặt trời. Lông mi dài giúp ngăn cát lọt vào mắt. Chúng có thể khép lỗ mũi. Bàn chân rộng ngăn ngừa việc lún sâu vào các sa mạc. Chúng có thể thay đổi nhiệt độ cơ thể từ 36 đến 42 độ để ngăn chúng đổ mồ hôi và tiết kiệm nước. Đã tuyệt chủng trong tự nhiên 2.000 năm, chúng hiện đã được thuần hóa. Một loài ăn cỏ khác trên sa mạc có khả năng hoạt động mà không cần nước, đó là linh dương chinkara quý hiếm. Two
đối với người Binoy, giữ gìn sự sống là một phần thiết yếu của tôn giáo. Được hưởng nhiều thế kỷ bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi, săn trộm và nạn đói, những con linh dương Chinkaja thường nhút nhát này đang sống giữa cộng đồng của những người Hindu sùng đạo. Gia đình báo gấm trẻ vẫn đang sống giữa các ngôi làng. Đàn con hiện đã gần một năm tuổi. Con báo hoa mai trở về sau một đêm đi săn, nhưng chỉ được chào đón bởi một đứa con. Đứa con còn lại chắc là ở đâu đó ngoài kia. Báo hoa mai được sẽ giết chết những con non không phải là con của nó. Báo mẹ cất tiếng gọi để xác định vị trí của đàn con bị mất tích. Ở phía xa của ngọn đồi, con đực trẻ ưa mạo hiểm đang săn đứa con công. Chưa có kinh nghiệm nên nó còn nhiều điều để học hỏi. Lông cổ xù lên cảnh báo những kẻ khác về sự hiện diện của nó. Cuộc săn lùng của nó đã kết thúc. Đàn con quay trở lại sườn đồi để đoàn tụ với gia đình của mình. Nó vẫn còn một năm nữa trước khi tự mình mạo hiểm vào một thế giới không chắc chắn giữa vùng hoang dã không hề khoan nhượng và cộng đồng người ngày càng gia tăng. Sức nóng không ngừng làm bốc hơi một vài cũng còn lại trong sa mạc mặn. Người dân đang kiếm sống bằng nghề sản xuất muối ăn ở Ấn Độ. Tháng 6 là mùa giao phối của những con lừa hoang dã. Những con lừa đực đang chiến đấu để kiểm soát bầy thê thiếp. Các nhóm con đực non trẻ rong ruổi thành đàn với hy vọng nắm bắt cơ hội để tiếp cận được với con cái.
Trong cái nóng chói chang, ngựa được phi nước đại với tốc độ hơn 60 km/h. Nữ lừa cái tiếp tục theo dõi. Từ những mái nhà bên dưới cung điện Maharaja cổ kính, kền kền mỏ dài Ấn Độ sải cánh và bay lên dễ dàng. Ở phía trên thành phố Singapore, may mắn cho những sinh vật dành cả cuộc đời để vùi đầu trong xác thối rữa. Loài kền kền ở lục địa già này không có khứu giác. Thay vào đó, chúng dựa vào thị lực đáng kinh ngạc mà có thể phát hiện ra xác con mồi từ cách xa tới 6 km. Chúng cũng bị quá nóng và phải tranh giành bóng râm. Hoặc sử dụng bóng của chính chúng để giữ cho cái đầu hói tránh được ánh nắng giữa trưa. Với sự bùng nổ dân số hiện nay ở Ấn Độ, động vật hoang dã đang phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng trong việc tồn tại cùng với hơn 1 tỷ người. Trong 10 năm qua, quần thể kền kền của Ấn Độ đã giảm 99%, bị đầu độc bởi một loại thuốc dùng trên gia súc. Một số loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng Ấn Độ có thành tích xuất sắc trong việc đưa các loài trở lại từ bên bờ vực. Vào đầu thế kỷ 20, việc săn bắn và mất môi trường sống đã làm giảm số lượng sư tử châu Á xuống chỉ còn 13 cá thể. Những nỗ lực bảo tồn tích cực đã đưa số lượng của chúng lên 400 và vẫn đang gia tăng. Sau một thập kỷ trên bờ vực, những con kền kền đang dần phục hồi nhờ vào các chương trình nhân giống và lệnh cấm sử dụng thuốc gây hại cho chúng. Thậm chí còn có kế hoạch đưa loài báo gây va vào những sa mạc này, điều mà sẽ nhắc nhở loài linh dương đen rằng tại sao chúng lại có khả năng gia tăng như vậy. Sự thích ứng của tự nhiên cùng với một sự tôn kính cho tất cả các loài sinh vật sẽ giúp cho đời sống hoang dã tiếp tục tồn tại ngay cả ở chúng này, là nơi có môi trường sống hà khắc nhất Ấn Độ.